xiên thì mình lấy lưới lan che chắn như thế này nè, nó sẽ đỡ nắng và nó mau lên. Mưa mà to quá nó cũng đỡ có thì ngã rạp xuống. Còn đây là khoai mì đỏ, mình trồng để ăn củ nha. Khi nó lớn lên mình có thể luộc hấp nước dừa hay là mình mài ra cái mình chiên rồi làm bánh tằm. Khu vườn đoạn này là mình trồng khoai mì. Còn chỗ này cây này giống cây mía nhưng không phải, nó là cây cỏ voi dành cho bò. Mình không ăn được, mình ăn được là mình thành con bò luôn á. Đây là bụi mía đường, cứng như đá, cắn gãy răng. Trồng cho vui chứ mía này ăn sướt không nổi. Khu vực trồng cà tím nha. Nè mọi người, nó có cái hoa luôn rồi nè. Vườn cà cái bí này là để hạt lại để làm giống nè. Đây bắp ngon nghe chưa, đầu nó nấu ướt con nước nước uống rất là mát. Mỗi một cây bắp nó có hai trái, cái trái trên này thì nó sẽ ra hạt rất là to để mình luộc ăn, còn phía dưới này là cái trái để thụ phấn. Thì nhỏ mình hay hái cái trái này là về nấu canh ăn rất là ngon. Ngon lắm, nó ngọt nó thơm nữa. Ở chỗ này thì mình không có làm vàng, cho nó bò dưới đất luôn, nó ra bông ra trái luôn rồi, cỡ bằng đầu ngón tay á. Bên cái vàng mướp này thì nó trỗi rồi, mình chuẩn bị tháo bỏ nó đây. Đây là cái mướp khía nha mọi người nè, cái trái mướp khía nha, nó dài cả khoảng găng tay thôi, mà trái này là nó bị cuối mùa rồi. Cái lùm đậu bắp này cái đợt giống trước sao nó cây nó to và nó cao ghê luôn. Nó cao hơn đầu mình luôn á.